Minh Ao Đà Đông xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng hôm nay lên sóng, anh em cùng theo dõi một đôi loa của dòng Onkyo Mini anh em nhé. Đôi loa này nó có tem nhá, nhưng nó rơi, cửa hàng chưa gắn vào. Anh em lưu ý là nó có tem đầy đủ Onkyo nhá. Đây là một đôi loa dàn mini Bass 12, hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Chất âm hay, anh em nghe nhạc bolero, nhạc acoustic, nhạc lời phải nói là tuyệt vời luôn. Cửa hàng báo giá cho anh em, giá 1,2 triệu giá tại cửa hàng anh em nhé. Đôi loa màu gỗ. Lời hát rất rõ ràng, sắc nét. Các bác hãy nhìn mặt bên cạnh đi. Đó, mặt bên cạnh rất mượt mà luôn. Thông tin địa chỉ cửa hàng trên tấm biển màu đỏ anh em nhé. Vuông thành sát cạnh, xước sát tí ti là có. Đảm bảo zin hoạt động hoàn hảo hai vế loa. Đây, thông tin của nhà sản xuất đây. 052 70W 6 ohm. Số series trùng nhau là 533 anh em nhé, 533. Đôi loa có thùng vách quá đẹp luôn. Mượt mà. Màu gỗ. Anh em có thể dùng đôi loa này tăng thêm giải lời cho bộ âm thanh nhà anh em. Hoặc anh em nghe đôi loa này quán cà phê, phòng ngủ, phòng làm việc. Nghe phòng nào cũng được. Ghép thêm hoặc là nghe độc lập như cửa hàng đang đấu. Đang đấu vào một con âm ly. Đấy anh em nhé. Anh em đấu vào âm ly hoặc cục dàn, kiểu gì cũng chơi. Nói chung là ở với mức giá tầm tiền 1,2 triệu, anh em mua về làm cái gì cũng được. Lắp lên xe ô tô cũng được,